Chào quý vị trên chương trình trực trực TV. Tiếp tục nói về chuyện của cộng đồng người Việt ở cái vùng Nam California, cụ thể là vùng Lý Đô Sài Gòn, và nói ngắn gọn hơn, nói cụ thể hơn là thành phố Westminster và cái khu vực xung quanh cái thương xá Phố Lục Thọ trên đường Bô Sa. Thì những điều mà các bạn đã thấy trong mấy tuần lễ vừa rồi đó, thì trong cái cộng đồng này không có yên ổn, một cộng đồng có quá nhiều các cái xáo trộn và có quá nhiều những cái sự tranh chấp, những cái sự chỉ trích với nhau vô cùng quyết liệt. Và bây giờ đó thì người ta đưa ra rất nhiều các cái vấn đề, trong đó chúng ta thấy nào là việc cờ vàng, việc cờ đỏ, việc vinh danh, rồi việc mà họ dựng bản tên đường, rồi kèm với đó lại là hàng loạt những cái sự chỉ trích nhắm thẳng vào nhau của các cái ứng cử viên. Bởi vì trong cái thời điểm này, thời điểm mà người ta đang rất hối hả, đang rất bận rộn để mà chuẩn bị cho những cái ngày Tết. Ai cũng muốn rằng chuẩn bị cho mình một cái những cái ngày nghỉ Tết thật là tươm tất, để thật là hoàn chỉnh, để mà bước sang năm mới đầy may mắn. Nhưng mà cái cộng đồng ở ngoài đó thì cũng rất là bận rộn. Bận rộn là bởi vì sao? Gần như nó diễn ra cùng lúc, nó đến cùng một thời điểm, có quá nhiều các sự việc. Mà sự việc quan trọng nhất đó, có lẽ rằng vì cuộc bầu cử đã sát kề rồi, cuộc bầu cử của cái người Mỹ, và nó ảnh hưởng hoàn toàn đến các ứng cử viên của người Việt. Ngày 5 tháng 3 năm 2024 tới đây, nghĩa là vừa ăn Tết xong, coi như là California sẽ diễn ra cái cuộc bầu cử. Chính vì vậy mà những ứng cử viên trong có mang tính chất quyết định trong cái cuộc bầu cử lần này, gần như là họ không có nghỉ Tết, hay là họ nghỉ Tết nhưng mà vừa nghỉ Tết vừa vận động, vừa nghỉ Tết vẫn vừa đi kiếm phiếu, vẫn đưa phải hoạt động rất là tích cực để làm tranh thủ các cái lá phiếu của các cử tri. Chính vì cái điều đó cho nên là chúng ta thấy rằng trong cái sự việc mà vận động tranh cử ở Hoa Kỳ đó, người ta thấy gần như là có chia ra 2-3 phe mà họ ủng hộ cho các cái ứng cử viên. Và chính vì ủng hộ cho các cái ứng cử viên, họ đã tung những cái đòn để mà tấn công vào đối phương. Có những cái đòn tấn công phải nói rằng nó hết sức là dữ dội, nó vô cùng ác liệt, và có những cái đòn tấn công mà người ta cũng nghĩ rằng chưa bao giờ có thể xảy ra, nhưng mà thực tế nó vẫn xảy ra. Có người thì cho rằng đó là cuộc vận động tranh cử mà nó chất dơ bẩn, hay là một cái đặc sản của cái kiểu mà bầu cử tự do của Hoa Kỳ. Nhiều người ở trong Việt Nam thì xác định rằng không thích cái kiểu đó như vậy. Ứng cử viên ra ứng cử thì người ta lôi cha, lôi mẹ, lôi ông bà gì đó, vợ con, hay là môi móc bao nhiêu các cái vấn đề ra. Rồi họ chỉ trích. Chỉ trích không chỉ là về vấn đề mà trình độ, về năng lực không, mà họ còn chỉ trích luôn kể cả những cái vấn đề của cá nhân. Rồi họ còn chụp mũ, có khi cũng vì những vấn đề về thái độ chính trị. Có khi nó chụp mũ, đối với người Việt thì lại chụp mũ cờ vàng, chụp mũ cờ đỏ, chụp mũ cộng sản, chụp mũ thân cộng, rồi chụp mũ là nhận tiền của các cái cơ quan hay là các cái đơn vị liên quan đến cộng sản, hay cá nhân liên quan cộng sản. Nói chung thì đối với tất cả các bạn cũng đã thấy rồi, trong cái cuộc bầu cử thì nó rất là dữ dội. Và vừa rồi thì những cái vấn đề liên quan đến cờ vàng, dựng cờ vàng, dựng cờ đỏ, hay là dựng cờ vàng ở trong Phước Lộc Thọ, hay ngay cả dựng các cái bản tên đường cũng vậy. Tại sao nó không diễn ra trong cái thời điểm khác, mà nó lại diễn ra trong cái thời điểm lúc này? Và nó diễn ra trong cái thời điểm mà chúng ta thấy giống như là cận Tết đó. Thì rõ ràng đây không phải là người ta phục vụ đồng hương, mà người ta cũng không phải là vì cái mục tiêu là làm cho đồng hương vui, hay là gọi là đồng hương mong đợi gì những cái chuyện đó cả. Mà là nó chung quy lại là đánh bóng tên tuổi cho các cái dân cử, là họ muốn kiếm phiếu, họ muốn kiếm danh, họ muốn kiếm là cái sự ủng hộ của các cái cử tri, và nó chỉ dừng lại như vậy thôi. Cho nên là nhiều bạn đặt cái vấn đề là Minh Giang nói rõ hơn về cái chuyện đó. Chúng ta đã từng chứng kiến rằng ở trong cái cộng đồng người Việt ở cái vùng Westminster trước đây, nghĩa là 10 năm, đã có những cái bản tên đường như vậy. Những bản tên đường ví dụ như ở trên một cái bản tên đường là đại lộ Bô Sa, thì họ ghi ở dưới là Trần Hưng Đạo. Một cái chữ nhỏ nhoi, một cái chữ chả có ý nghĩa gì đã bị người ta chỉ trích rất là nhiều rồi. Rồi sau đó thì họ gắn thêm một cái bản gọi là Sài Gòn
ở phía cái đường mà đi vào cái Phước Lộc Thọ đó. Một cái con đường không có một cái căn nhà nào mang tên đường Sài Gòn cả, nhưng mà một cái đường để đi vào cái thương xá thôi, một cái đường nhỏ, một cái cửa ngõ như vậy, nhưng mà một cái ngõ thôi, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đeo lủng lẳng ở trên đường để cho người đi qua lại tưởng rằng đó là cái đường Sài Gòn dữ dội lắm, nhưng mà chả có cái gì hết, đeo để mà trang trí, ngoại trừ cái chức năng của trang trí ra nó chả có giá trị gì. Nhưng mà họ vẫn làm, họ làm như vậy thì cũng bị chỉ trích, bị cộng đồng cho rằng đó là cái việc mà mang tính chất lừa mị, mang tính chất làm biểu diễn và nó chả có một cái tác dụng gì hết. Thì đến bây giờ họ lại thực hiện những cái chiêu y hệt như vậy. Và còn nói là khánh thành cái việc mà đặt tên ba con đường ở trên cái vùng mà Westminster, nhưng mà cuối cùng thì có đặt quỷ gì đâu. Chỉ là in cái tên tiếng Việt vào ở phía dưới tên đường Mỹ có sẵn. Và những cái điều đó đó nó vô cùng phản tác dụng. Họ cứ nghĩ rằng họ làm cái điều đó là giỏi, là tốt, là có lợi cho đồng hương, là vinh danh những người Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng họ đang làm nhục mạ những người Việt Nam. Khi mà chúng ta thấy là cái nghĩa của cái từ chữ bô sa nó chả tốt gì cả. Nó là một cái nơi mà chứa những cái chất thải. Như vậy thì để cái tên Đức Thánh Trần Hưng Đạo ở phía dưới đó là một điều sỉ nhục chứ. Ngay cả Bishop cũng vậy. Ông Nguyễn Trãi đâu có liên quan gì tới cái nghĩa của chữ Bishop. Chả phải là giám mục, chả phải là nhà tu gì. Và ngay cả ông Lê Lợi cũng vậy. Toàn là những cái danh nhân của Việt Nam, những cái vĩ nhân của Việt Nam. Và chúng ta đã thấy rằng công đức của những cái người đó là phải được đặt trang trọng và phải được tôn vinh một cách rất là thành kính, chứ không phải mà người ta treo lủng lẳng ở phía dưới tên của cái đám ngoại bang như vậy. Và họ đã đem những cái tiền nhân của chúng ta, những cái người ví dụ như họ có thể đem gia đình dòng họ của họ, họ đem những cái người trong cái nhóm của họ ra, họ có thể là họ trêu ghẹo hay là họ nhục mạ được. Tuy nhiên thì đối với các danh nhân của Việt Nam là của chung, cho nên chúng ta đều phải có ý kiến. Chính vì vậy trong thời gian vừa qua, khi mà chúng tôi làm những cái chương trình để mà tường thuật tại chỗ cho quý vị thấy về những cái vấn đề đó, thì có quá nhiều những cái comment, có quá nhiều những cái sự chia sẻ, và đa phần thì đều nói rằng không thể chấp nhận cái việc mang các cái danh nhân của người Việt, mang những cái anh hùng dân tộc của Việt Nam ra để mà làm những cái điều rất là nhục mạ như vậy. Và quý vị không có quyền để mà làm cái điều đó. Và nhiều người cũng đặt vấn đề thẳng là Việt Nam Cộng Hòa chả liên quan gì đó ông Đức Thánh Trần Đạo hay là ông Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi là thậm chí là chưa bao giờ ra khỏi nước. Bây giờ tại sao lại đem ông Nguyễn Trãi ra nước ngoài lại làm cái gì? Nguyễn Trãi, Nguyễn Duy Khanh chúng ta đã chứng kiến trong lịch sử là cha con đã phải có một cái sự chia tay với nhau để ở lại, để mà lăn lộn cùng với anh hùng áo vải, coi như là Lê Lợi, để mà 10 năm kháng chiến và chống cái giặc Minh như thế nào. Và chúng ta thấy nếm mật nằm gai. Và ngay cả những cái anh hùng khác cũng vậy, Lê Lợi cũng vậy. Rồi Trần Hưng Đạo thì khỏi nói rồi, chiến tích quá lừng lẫy và không ai lưu vong cả, và không ai làm mà cũng chả ảnh hưởng tới quân lực Việt Nam Cộng Hòa gì, mà tại sao lại mang qua bên đây làm cái gì? Chính vì nhiều bạn mà đưa vào những cái comment như thế đó, thì hôm nay chúng tôi muốn nói rằng đó là cái việc mà họ cố tình làm ra vẻ như là tôn trọng, làm vinh danh người Việt hay là gắn tên đường cho người Việt, rồi có tên Việt ở trên đường Mỹ các thứ, toàn là những cái trò lừa, những cái trò láo. Đây là hoàn toàn những cái nhận xét mà chúng tôi đúc kết được, và trong đó có cả cái ý của Minh Giang nữa. Bởi vì chúng ta không thể nói khác, chúng ta đã chứng kiến rằng ở Mỹ đó, khi cái việc mà gắn một cái tên đường treo lủng lẳng như vậy đã từng có rồi, chúng tôi cũng đã từng tường thuật cho quý vị thấy, ngay cả cái thành phố Houston. Houston thậm chí là người ta chẳng phải là ghi một cái chữ Việt nhỏ nhỏ ở dưới cái tên đường Mỹ không đâu, mà người ta còn còn là một cái bản y hệt như vậy, mà họ treo kế bên luôn, treo kế bên luôn. Thì nhưng mà ở bên đó thì ghi ví dụ như là chiến sĩ vô danh, rồi nào là Ngụy Văn Thà, nào là cái gì đó, những cái tên mà ngay cả những cái ông mà tướng tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa nữa, rồi đường Sài Gòn, đường gì đó họ treo lên đó. Nhưng mà sau đó thì sao, chả có được mấy năm hết,
Thì cuối cùng thì có một cái nghị viên người da đen, da màu, họ lên họ làm coi như là ủy viên hội đồng của thành phố Houston. Sau đó thì họ nói rằng là vì các cư dân họ yêu cầu quá cho nên là cuối cùng họ đã bỏ phiếu, họ quyết định dẹp, tháo ngay lập tức các cái bảng trên đường xuống. Cuối cùng thì cộng đồng người Việt ở bên Houston phải đi năn nỉ, phải đi ỉ ôi, phải đi vận động, phải đi làm đủ thứ trò hết. Thì họ mới cho là treo ở bên hông cái cột đèn đó là một cái bảng dọc xuống, rồi cũng ghi nghiêu ngao vài ba cái chữ giống như là một cái trạm xe bus, chả phải tên đường gì cả. Và những cái điều đó thì cho thấy rằng là sao, người Mỹ họ rất là rõ ràng. Càng lúc họ, lúc đầu thì họ cũng cảm thấy rằng là cái chuyện đó là họ không hiểu chuyện gì, nhưng mà sau này thì họ sớm nhận ra thôi, họ nhận ra đó là những cái trò lừa, những cái trò mỹ dân, những cái trò mà đi kiếm phiếu nó rất là rẻ tiền, không thể chấp nhận được. Làm cái gì phải làm cho nó đúng, làm cái gì làm thật, có một cái tên đường hoàn toàn. Ngay cả một cái nước nước Mỹ lớn như vậy, một thủ phủ gọi là tị nạn, thủ phủ người Việt gì, cộng đồng dữ dội nào là 48 năm các thứ, đến bây giờ làm một cái con đường có cái tên Việt thôi, một cái thành phố mà nghe nói là ba bốn người là ủy viên hội đồng của người Việt không, chả dám bỏ phiếu để mà gắn một cái bảng tên đường ngay một cái đường nào đó, thay đổi ngay lập tức luôn, không dám. Bởi vì sợ mấy Mỹ trắng, sợ mấy người bản xứ, và sợ người ta chửi, sợ người ta thưa kiện, và sợ người ta cho rằng mình là cái người mọi, sợ rằng người ta cho rằng mình là cái người thiểu số mà đi làm càn, và sợ người ta quay lưng lại, người ta không bỏ phiếu, cho nên chả có dám là thay đổi một cái tên đường nào cả, mặc dù họ có thể họ làm, và họ đổ thừa cho rất là nhiều các cái lý do, nào là tiền của, nào là khó lắm, luật pháp đây kia, luật pháp nằm ở trong tay của ai, và thẩm quyền là cái việc mà thông qua các cái tên đường là của ai. Trong khi đó thì thay vì làm một cái điều thật thì họ lại đi làm những cái điều giả, họ làm những cái điều để mà hòng che mắt cái cộng đồng, làm để cho cái cộng đồng đó họ cứ nghĩ rằng cái chuyện đó chắc làm chuyện chuyện đó là cái chuyện chuyện làm đúng, nhưng mà cuối cùng thì sao, chả ra làm sao hết. Rồi ngay cả cái việc mà dựng bảng gọi là cột cờ ở Phước Lộc Thọ cũng vậy, cũng là cái chiêu trò, chiêu trò bởi biết cho cái cộng đồng này là cộng đồng khoái cờ vàng, cho nên là họ một hai là nói rằng là dựng cờ vàng, rồi có một sự hợp tác với ông chủ của Phước Lộc Thọ. Ông chủ lúc của Phước Lộc Thọ sau đó giờ không tung ra cái việc quyết định này, nhưng mà lại tung ra ngay trong cái thời điểm này. Tung thời điểm này là bởi vì thời điểm đang cận kề đến những cái lúc mà bầu cử rồi, và cũng cho cái điểm đối với các cái dân cử đó, để mà bởi vì họ đang chống chọi lại những cái việc mà bị chụp mũ trong cái thời gian vừa qua, khi nói rằng là quay lưng lại cái cờ vàng hay là làm lợi cho cộng sản gì đó, rồi họ đang bị mất uy tín rất là nhiều. Chính vì vậy thì có một sự, nhiều người thì nói rằng thông đồng, nhưng mà chúng tôi thấy rằng chỉ có thể dùng những cái từ như là có một sự kết hợp, có một sự mà thỏa hiệp, và có một sự thống nhất giữa những cái người mà chúng tôi nói giống như là ông Triệu Phát là chủ của Thương Xá Phú Thọ và ông Charlie Nguyễn Minh Chí, để cuối cùng các bên đã đưa ra cái việc mà sẽ quyết định dựng cái cờ vàng để mà làm vui cho cái cộng đồng này thôi. Nhưng mà nhìn sâu hơn thì chúng ta thấy cái hợp đồng nó chả ra làm sao cả, cái gọi là MOU chỉ là cái gì, cái thỏa thuận mà gọi là ghi nhớ, cái ghi nhớ thì nó chả có cái chi tiết gì cả, đến bây giờ người ta cũng không biết được cái nội dung chi tiết của nó làm sao, và làm gì có đâu mà biết, người ta chưa có viết cái hợp đồng mà làm sao có. Và từ MOU đến cái việc mà có hợp đồng hay không lại càng là một cái quá trình, có khi từ MOU nó trở thành con số 0, và cũng từ MOU cũng có thể trở thành một cái hợp đồng, và từ đó mà trở thành một cái công trình hay là một cái sự việc mà thực hiện hợp đồng lại càng là một vấn đề nữa. Chính vì vậy chúng tôi mới thấy rằng đó, trong tất cả những cái sự việc đang diễn ra ở tại Westminster trong cái thời gian vừa qua, trong cái cộng đồng người Việt mà chúng ta thấy lúc nào cũng vinh danh cờ vàng, dựng cờ vàng, rồi gắn bảng tên đường các thứ đó, vừa rồi đặc biệt là cái việc mà dựng bảng tên đường với ở cái cột cờ Phước Lộc Thọ, toàn là những cái trò mà để mà gọi là đánh bóng tên tuổi, sửa tên tuổi, kiếm phiếu, kiếm danh thôi, cũng chả có ích lợi gì cả. Ai cũng biết là cái cơ sở thương mại đó của ông Triệu Phát
ảnh hưởng tới cộng đồng đó. Cộng đồng bây giờ đứng ra gom tiền, nhiều kẻ đó gần như là ngay lập tức luôn, gần như là trở thành máu thịt luôn. Khi mà thấy cái sự việc như vậy nó nhảy ra nó quyên tiền ngay lập tức. Trong đó có cả những người gọi là nghị viên đó. Cái điều này chúng ta thấy rằng nó sôi thịt. Điều này chúng ta thấy rằng khi mà những người ở trong nước đó, khi mà dư luận viên hay bao nhiêu những cái người mà họ chỉ trích, họ nói rằng cái cộng đồng này cộng đồng chỉ biết kiếm tiền, chỉ biết kiếm phiếu, kiếm tiền, kiếm ăn hành, ăn dơ này kia nọ, thì rõ ràng làm sao mà chối đây. Nhảy là quyên tiền, trong cái hợp đồng đối với ông Triệu Phát như thế nào, dựng cột cờ đó bao nhiêu, kinh phí ra như thế nào, rồi cái nguồn tiền nó chia như thế nào, và tại sao phải quyên tiền trong khi cơ sở thương mại nó của ông Triệu Phát ảnh hưởng tới người dân đâu mà thu tiền của người dân, rất là tào lao. Nhưng mà họ vẫn làm được, bởi vì ở cái cộng đồng hải ngoại này là cộng đồng bị lừa rất là nhiều, đặc biệt là cái lừa về cái việc quyên tiền, việc đóng góp đó, thì hồi xưa tới nay nó trở thành giống như là nó mang cái truyền thống rồi. Bao nhiêu lần rồi, trước đây là các cái quỹ kháng chiến, rồi sau đó những cái cuộc biểu tình, ngay cả trong cái trần trường mà biểu tình mấy chục ngày đêm cũng có những cái thùng tiền chính nghĩa chính em gì, cuối cùng thì sao, những cái đồng tiền nó chạy ra đâu mất không ai biết hết, hàng trăm ngàn Mỹ Kim, có người nói có thể hàng triệu Mỹ Kim, rồi nói rằng nhà ông này thì ông kia mua nhà mua đất mua xe gì, đến ngày nay không ai hỏi tới hết. Rồi những cái cuộc mà quyên tiền cho bão lũ cũng vậy, có khi nói rằng quyên được mấy trăm ngàn mà họ chuyển được bao nhiêu, còn nhiều lắm, rất nhiều các cái quỹ, rất nhiều các cái vấn đề khi mà bão lũ, khi mà những cái gì mà thương phế binh thế cái gì gì các thứ, họ quyên tiền, hỏi có một cái đó giờ dựng cờ vàng, họ quyên tiền dựng một cái bảng, một cái tấm mà gọi là bê tông thôi, gọi là tượng đài chiến sĩ gì đó, hay là cái gì quản trị, hay là một cái tấm bảng mà gọi là xác định ranh giới gì đó, thì họ cũng lại quyên tiền, và họ quyên rất nhiều tiền, có khi họ quyên lên tới hàng trăm ngàn Mỹ Kim, nhưng mà họ chi dụng bao nhiêu không ai biết hết, những cái đồng tiền nó chạy đi đâu. Và tất cả những cái chuyện đó chúng ta thấy là nó diễn ra hàng ngày. Cho nên là khi mà mặc dù là những ngày cận Tết rồi, thì quý vị hỏi rằng cái cộng đồng người Việt trong cái thời gian vừa qua, tại sao có những cái vụ lùm xùm về dựng cờ, hay là những cái vụ lùm xùm liên quan tới cái việc mà gắn bản tên đường các thứ đó, thì nó là như vậy thôi. Nó là như vậy. Và có bạn thì cũng hỏi rằng cái chợ Tết ở Bôn Sa thì như thế nào. Thì thật ra thì tiếng nói là chợ Tết thì cho nó sang thôi, chứ đó cũng chỉ là một cái cơ sở thương mại của ông Triệu Phát thôi, ở Phước Lộc Thọ thôi. Và ở phía trước thì có cái chỗ Bạch Kinh, thì người ta dừng lại và người ta cho thuê một số các cái gian hàng. Và những cái gian hàng đó thì để làm cái gì? Để bán cái gọi là chợ Tết. Và nó chỉ dừng lại như vậy thôi. Có nhiều bạn thì khi mà chúng tôi quay những thước phim đó đưa ra, thì cho thấy rằng năm nay là một năm rất là ế ẩm, một cái năm mà nhiều người rất là than. Các cái tiểu thương nói rằng là vì trời mưa, rồi vì nhiều yếu tố, nhưng mà thực tế là kinh tế của Mỹ cũng đang rất là đi xuống. Và nhìn chung á, thì cái chợ Tết nó cũng chả có cái gì gọi là chợ Tết cả. Có nhiều bạn thì cũng nói rằng là cái chợ Tết của Bô Sa, Phước Lộc Thọ, thậm chí còn thua cái chợ xã ở Việt Nam, hay là nó cũng chả có đáng gì cả. Ngoại trừ cái việc mà có đốt pháo. Đốt pháo thì ở Việt Nam người ta cấm lâu rồi, đốt pháo nó mất trật tự, mất an ninh, cho nên là Việt Nam cái cách nhìn khác, và luật pháp Việt Nam nó khác. Chứ nếu như Việt Nam mà cho đốt pháo thì dĩ nhiên cái Phước Lộc Thọ chả là cái gì hết. Người ta chỉ đốt có 5, 7 phong, 10 phong thôi, trong khi mà nếu mà ở Việt Nam cho đốt thì cả nước người ta đốt. Do đó thì chính vì những cái điều đó đó, chúng tôi muốn nói cho quý vị thấy được rằng là cái cộng đồng ở bên đây là cộng đồng thì chợ Tết, những cái chợ mà trong các cả các cái siêu thị họ đều bán những cái thức ăn và cho ngày Tết, chúng ta phải nhìn nhận như vậy. Và người ta có thể mua bánh mứt, mua những cái vật trang trí cho những cái ngày Tết, mua bông hoa cũng ngay trong cái siêu thị được luôn, không có việc gì phải đi ngang cái Phước Lộc Thọ hay là chung chụm đầu vào trước cái Phước Lộc Thọ gọi là cái chợ Tết. Chúng ta không đừng có nghe những cái YouTuber mà nó thổi phồng lên, hay là những cái đài báo, hay những cá nhân của những cái kẻ mà nó muốn quảng cáo cho cái Phước Lộc Thọ, hay là nó nói là lợi cho cái Phước Lộc Thọ, cho thương xá Phước Lộc Thọ. Thế cứ nghĩ rằng cái chuyện đó là dữ dội lắm, cái nơi điểm mà check in, rồi cái điểm mà đến của bao nhiêu người du khách đổ về đây đi là đi dự Tết đó, là đến cả chợ Tết của Phước Lộc Thọ vui lắm này kìa. Chúng ta thấy đâu có gì đâu. Làm riết càng lúc càng tệ.
bán buôn thì những cái mặt hàng nó rất là nhạt nhòa và nó chả có cái vấn đề gì mang cái màu sắc của dân tộc nhiều cả. Đặc biệt đó là có quá nhiều những cái món hàng mà trang trí mà nó đến từ Trung Quốc. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó đã nhiều năm rồi, không có thay đổi. Và những cái việc này rất có thể là bởi vì ông Triệu Phát là một cái người Hoa, cái người gốc Hoa, cho nên thì ông ta cũng có hơi hướng theo cái kiểu Hoa chăng. Dĩ nhiên là họ cho thuê là những cái người mà họ bán là họ chủ động. Tuy nhiên thì trong Phước Lộc Thọ là chúng ta thấy cái chữ Phước Lộc Thọ cũng là xuất phát từ Trung Quốc rồi. Rồi cách trang trí ở trong cái thương xá nó cũng vậy. Và tất cả những cái việc đó mà nó tạo ra một cái sinh khí, cái sinh hoạt á, mà gọi là những ngày Tết ở Phước Lộc Thọ nó đã diễn ra ngày này, cứ là năm này qua tháng kia và năm nào cũng vậy. Nó chả có cái gì thay đổi, chả có gì mở rộng cả. Và chúng ta nếu mà nói về cái chợ Tết á, thì đây là cái điều không đáng rồi. Cưỡng cầu, coi như là cưỡng ngôn, những cái chuyện đó không thể chấp nhận được. Đó chẳng qua là cái gì, cái việc mà họ bán ngoài trời ở trước một cái thương xá thôi, giống như trước một cái siêu thị người ta dựng thêm ra để mà bán thôi, bán bánh mứt, bán bông hoa như vậy thôi, chả phải là cái chợ Tết gì cả. Chợ Tết là chúng ta thấy là hồi xưa mà nghe nói là chợ Tết ở xã thôi cũng rất là đông rồi. Bao nhiêu là bông hoa họ đem, bao nhiêu là những chiếc ghe bầu họ chở tới rồi, hoặc là những cái chiếc xe tải họ đổ xuống hàng hàng đống những cái chậu bông hoa kiển các thứ, đủ thứ loại hết. Trong khi ở đây thì sao? Vài ba chục cái gian hàng san sát với nhau, bán buôn thì rất là ít. Chính vì vậy, có nhiều bạn nói rằng là tẻ nhạt, làm cái cách làm đó nó không có phát triển được. Là đây thì thật ra cái cộng đồng này nó là như vậy. Nghĩa là người ta tự bơi và người ta tự phát triển, và ai mà muốn ăn Tết lớn hay là muốn mua sắm cho mình nhiều thì lao vào các siêu thị. Và cộng đồng này đa phần người ta cũng đi siêu thị thôi nè. Còn nếu như mà cái Phước Lộc Thọ hay là phía trước cái gọi là chợ Tết đó, họ cũng đi vòng vòng, có người rảnh thì họ đi ra chơi cho vui. Và chúng tôi đã làm hai cái ba cái chương trình cho các bạn thấy đó. Rất là thương người. Và người bán nói những cái điều phải nói rằng cũng không có một cái gọi là hứng khởi gì cả. Bởi vì năm nay là một cái năm mà họ bán cái trong đó họ không có được sung sức giống như là mỗi năm. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay để cho quý vị có một cái cách nhìn hiểu hơn về cái cộng đồng người Việt, đặc biệt là trong cái thời điểm như hiện nay, và những cái việc gì diễn ra đó là tại sao nó như vậy. Và xin kính chúc quý vị một ngày thật là yên lành, thật là vui tươi. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị.